Quyết. Thì các đồng chí, thì hôm nay em như thượng sự công của ban chỉ huy công an quận, thì chúng ta sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát theo kế hoạch 1363 của công an quận 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.